Em đi về luôn á, hẹn luôn á, em đi về à. Trời, tao mới mở cửa đúng không em? Tụi em mới mở cửa đúng không? Sốt sốt mới có bị gì không? Thôi, nói bị bà. Rồi đi chứ mấy ông mày sốt không hết rồi đó. Cho em một vé. Dạ, bình thường mà. Ờ. Ủa? Em cũng ngỡ ngàng quá. Cho anh tối là tiền màu tím nha. Nhà tiền màu tím không có. 36 độ 1. Vậy hả? Thôi đủ hợp lại. Bao nhiêu độ mới không được vô em? Dạ. Bao nhiêu độ mới không được vô? Dạ ba, miễn cái đó nó báo đỏ là. Trời ơi, thì có 35 độ 9 rồi. À, báo đỏ là không được vô. Vô đây cái tát mồ hôi vậy anh. Em vô anh đổi tiền em chạy ra. À, khỏi anh mấy anh này có mua không này, lấy tiền mấy anh này luôn nè. Trời ơi, 36 luôn. Anh nhớ rồi đi rồi đem về lại cho anh lận. Trời ơi. Cái này quen lắm. Ủa mấy ông kia đâu hết rồi. Vô vô đi, này trả rồi. Kêu mấy ông vào kìa. Vô ơi, nay ta đại mấy má ơi. Vô đây anh Hiệp, hôm nay bộ anh Hiệp hôm nay bộ đại nè. Để lặn lội từ Đà Nẵng mà đây điện với. Anh mà đi đà được từ đó là bao nhiêu đây anh cũng nể. Tám người hết ta. Vô đi phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 người. Anh này nói là bữa nay này lo quá anh ơi. Ủa em tài xế có... Thấy không? Một người tài xế. Dạ vẫn tính bình thường. Trời, tài xế tính hả? Tính lần là mốt tới cái cổng đó anh. Anh xuống 45 người thì em không tính rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Thôi dồi. Vậy anh hỏi nè, thí dụ nha, nếu mà đoàn ở đây là tài xế có 5 người. Đúng, trả lại em mà. Ở đây tụi anh đứa nào cũng có thẻ luôn á. Trời, nếu mà em nói vậy là coi như không bán được vé nào luôn á. Thì em lấy vé đó mà. Chẳng nói thiệt luôn. Chẳng có thẻ. Em đưa anh vé, anh đưa em 500. Em khám người đi. Giờ em đưa anh 7 vé hết mà. Giờ em đưa anh 7 vé nó đủ 8 vé. Anh giữ. Không, bay có vé nè. Đâu rồi, thẻ rồi. Tới chưa anh là đủ 8 người về hết trơn rồi mà. 1 2 3 4 7 ông lúa rồi ta. Đúng vô. Vô trả lên vé 7. Bây giờ đưa ra cho đoàn vào. Mà đưa vé 8 mấy đoàn vào không trước đi. Anh ông lúa vô nên mình mua 7 vé thôi. Em ơi. Trả lên 1 400. Em gái đeo cái đồng hồ hiệu gì đẹp quá. Đồng hồ phất anh ơi. Phất hả? Dạ. Đồng hồ ghê vậy. Không anh thiệt đẹp quá, anh muốn coi lại cái coi. Thôi. Thôi ok. Thì thôi không cho quay thiệt, anh chúc anh quay lén. Trời kỳ vậy. Này chạy em à. Không anh giữ phía này giờ quay cà phê trộn nước. Cái này đồng hồ bạn trai tặng cho nên không cho coi đúng không? Không có thiệt mà. Ủa, cái này có lâu chưa? Hàng nhái mà cho quay lên thì đẹp. Dạ. Cái này màu tím có lâu chưa? Nếu mà nói ở đây thì có lâu rồi nhưng mà mở cửa thì ngày 28 tháng 5. Năm nay hả? Dạ. Là mới mở hả? Dạ. Bữa nay là do dịch á, anh vào nó vắng lắm. Hồi trước mà lúc mà chưa bùng dịch thì bữa chủ nhật à, không thấy. Đây em có áo màu tím rồi cho anh Nhật nó mặc. Đó anh, trời ơi. Đây giống như là một cái phim trường, đặc biệt là dành cho những bạn nào mà yêu thích màu tím thì chắc chắn là sẽ thích cực kỳ. Giống như một dạng phim trường nha mấy bạn. Đấy, chúng ta đã có một diễn viên. Thầy lại cho thông tin kìa. Trời một, ơi. 2, 3. Quay qua đây cái nữa. Quay qua đây 1, 2, 3. Gì cũng tím hết. Đợi à, giới tính của em cũng tím nè mọi người ơi. Ok. Cái đồ để chân cũng tím luôn. Nhưng mà tiếc là nhân viên là đi xe màu đen. Nhân viên mà được ông chủ cho mấy cái xe màu tím nữa là thôi còn gì bằng nữa. Đây vé vào cửa là 60.000 nha. 60.000 nha, 7 giờ rưỡi là bắt đầu đón tiếp khách vô quay phim. Đây là một điểm tham quan khá là mới hồi tháng 5. Hả? Ôi trời ơi, cái quạt màu tím anh kiếm đâu ra vậy? Này tự trang bị hay là mấy em nó cho? Đứng đây.
nha. Rồi. Và chúng ta đã có thêm một nam diễn viên yêu màu tím. Màu nho. Mày thấy sao Phương? Dạ. Thấy sao? Em thấy vậy nó thoải mái và nhẹ nhàng nè. Vậy đó hả? Dạ. Tự nhiên màu tím nó làm cái em nhẹ nhàng lên chút xíu hả? Dạ. Và thêm xíu nữ tính hả? Dạ. Đây là sang đẹp quá. Thật ra thì đối với lại những bạn nào mà thích màu tím thì vô đây chắc sẽ rất là thích đấy. Giống như chỗ này vô để chụp hình á. Shop 3D. Ai chà. Đẹp á. Trời ơi, thằng Phương nó có niềm đam mê mãnh liệt với lại những cây cầu. Đúng không Phương? Dạ. Đây là cầu khỉ đó. Có niềm đam mê mãnh liệt với lại những cây cây cầu. Mình đi nếu mà không được á, không dám đi mình phải bò. Làm như là bất cứ cây cầu nào Phương nó cũng muốn tranh sục chinh phục hết trơn. Đúng không Phương? Hôm qua em mới vừa chinh phục cái cây cầu nào? Cái cầu gì chỗ Lưu Ngọc Hoàng đó. Cầu dân gian, cầu lắc hả? Lại một không gian có chủ đề màu tím. Đây có cái quầy ăn vặt. Cái này chủ yếu là buổi tối thôi, chứ ban ngày vô đây khá nóng nha. Đây, ăn vặt, ăn sáng. Xe đạp dùng để chụp hình nha. Trời ơi. Hai đứa đang làm gì đó? Tôi có quấy rầy hai đứa không? Không, thoải mái nha, tụi em đang làm cái short ẩm cho nó tỉ khỏa. Sao nó ra? Anh đứng lên đi, anh đứng lên đi, anh đứng lên đi. Thôi xin sẽ kết thúc cái đoạn video clip tại đây nha. Không có làm phiền hai đứa nữa. Và cái buổi live stream của Tấn Thành ngày hôm nay để review về căn nhà màu tím tại Cần Thơ cũng xin phép được kết thúc tại đây. Cũng khá là dài rồi, gần 9 phút. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem qua cái đoạn review này. Chà, tôi thấy một cái nhân vật rất là thân quen trong cái đoàn du khảo của chúng tôi. Và anh ấy đã quyết định. Trước tiên anh ấy quyết định mua một cái bộ bầu đa bà ba màu tím. Và thêm nữa anh ấy mua luôn cái này là mua hay là mượn anh? Mướn à? Trời ơi, đôi dép của ông màu tím nè. Anh dơ lên cái anh. Trời ơi. Chơi nguyên công lê màu tím luôn. Cầm cái này thứ dữ rồi. Đó, mà bây giờ tôi đi bộ quanh cho ông. Ông quay mới lại, ông làm YouTube, ông kiếm quảng cáo thôi. Đó, rồi. Trời ơi.
thò rồi, dễ thương ghê chưa. À đó, anh để đấy, đồ lại anh đi vòng vòng đây mà anh ra thì bắt vòng vòng đấy. Quy định, quy định. Anh Hiệp, số điện thoại em ghi lại đi. Tiền là bao nhiêu tiền? Nhiều tiền em? Tính cho ta hả? À. Bao nhiêu? Rồi em ra đây lấy nè. Bao nhiêu? Để giùm anh coi. Được nhiêu em? Đủ không? Dư luôn hả? À. Hai lúa đi đâu đó? Đi đâu đó hai lúa? Đây nè. Tớ chụp anh tấm hình cái. Đây. Anh từ từ coi. Đây nè. Anh Hiệp. Anh Hiệp. Từ từ cái. Rồi, cho mấy ông kia lại. Ra đây kiếm xe đạp cho mình thấy coi. Ngoài vương nha, mấy toàn đi. Ở ngoài em nhìn toàn nhìn đây nhìn đó. À đây cầm vua cho ta. À bây giờ lấy điện thoại cho thầy coi. Đây nha.